Chúa Giêsu Christ. Nếu ai dùng vàng bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy, thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày phán xét sẽ làm rõ công trình đó, nó sẽ phơi bày trong lửa, và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người. Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại, thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng. Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy, thì sẽ mất phần thưởng về phần người ấy, sẽ được cứu nhưng dường như phải đi qua lửa. Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt người ấy. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. Và phần thứ hai, tôi xin đọc trong cái phần Luca chương 7, từ câu 24 đến câu 27. Xin đọc Luca 7 từ câu 24 đến câu 27. Khi các sứ giả của dân đã đi rồi, Đức Chúa Giêsu bắt đầu nói với dân chúng về dân rằng: các ngươi đi xem gì nơi hoang mạc, một cây sậy bị gió lôi chăng? Các ngươi ra xem gì nữa, một người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và sống xa hoa thì ở trong cung vua. Vậy thì các ngươi còn đi xem gì nữa, một nhà tiên tri chăng? Phải, ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. Có lời chép về người ấy rằng: này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường trước cho con. Xin cảm ơn Hội Thánh. Xin mời Hội Thánh an toàn. Cảm ơn Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đón nhận lời Chúa qua tôi tới của Ngài là Mục sư Tiến sĩ Mạnh Cường. Xin kính trọng kính mời Mục sư. Hallelujah, lời khen Chúa. Xin Đức Chúa Trời ban phước đầy dẫy trên hội thánh chúng ta, trên những người được chọn Chúa Trời. Tất cả mỗi chúng ta đều là những hoàng tử công chúa của Chúa Trời. Amen. Xin anh chị em hãy nhìn sang bên cạnh và hãy chúc mừng. Xin chào hoàng tử hoặc là công chúa của Chúa Trời. Vị trí của ta, chúng ta rất cao trọng. Chúng ta đừng nhìn chúng ta như là những người thấp kém, như người bị bệnh tật, như tội nhân. Kinh Thánh chỉ có một thôi. Ai đọc Kinh Thánh kiểu gì? Ai đó có thể đọc Kinh Thánh theo kiểu nhìn như là tội nhân, nhưng ai đó nhìn thấy Kinh Thánh như là cái instruction cho chúng ta biết rằng cha chúng ta là Chúa Trời, đứng giữ đến tất cả con sáng tạo này, đứng mà tất cả mọi quyền phép, mọi kế hoạch trong quá khứ, hiện tại, tương lai đều trong đứng đó, đứng nắm trong tay toàn bộ sự sống sự chết, và đứng đấy là ban cả cái sự cai trị thế gian đó cho chúng ta. Nếu chúng ta nhận thức được, chúng ta đọc Kinh Thánh với cái tâm trí đó, chúng ta đọc Kinh Thánh với tâm trạng như vậy thì chúng ta sẽ khác hẳn. Amen. Anh chị đọc Kinh Thánh là sao? Nếu đọc chỉ để tìm thấy cái sự giải quyết nào đó trong đề nhu cầu của mình cũng được thôi, nhưng rất thấp, rất ít, bởi vì nan đề nó có rất nhiều, và anh chị em sẽ không thể nào xuể đủ thời gian, đủ sức lực để có thể giải quyết nan đề đó. Nhưng nếu chúng ta đọc Kinh Thánh với cái tâm trí, tâm trạng của cái người chiến thắng, của cái người mà thừa kế cơ nghiệp của Chúa Trời, với cái tâm trạng của con của Đức Chúa Trời, con của Đấng Tạo Hóa, con của Vua Trời, vua của một vua, Chúa của một Chúa, với tâm trạng của cái người mà thừa kế vùng quản trị của Chúa Trời thì nó khác hẳn. Nan đề chẳng khá gì cả.
Nadia nó tới, anh chị em nó giải quyết, đuổi nó đi, đánh đập và hủy phá hết tất cả kẻ đứng sau Nadia đó. Amen. Chứ không phải là cám đội cám cổ là ơ lại Chúa đến đây, Chúa chúc cho con, đuổi con mấy con quỷ ra, ơ chưa cái Nadia A đàn B C này. Đấy là tư thách của người nô lệ, anh chị em ạ. Tu cách làm chủ thì đến và ra lệnh đi, cút xéo lại đây, mang lại đây cho ta. Amen. Tâm trí chúng ta phải như vậy. Lời Chúa đổi bắt chúng ta phải đổi, thay đổi tâm trí. Cả đoạn Kinh Thánh vừa rồi mà anh chị em chúng ta vừa đọc ở 1 Côrintô đoạn 3 từ câu 9 đến 17. Trước hết tôi chúc mừng Hội Thánh, chúc mừng mục sư Didi, chúc mừng tất cả các mục sư ở nơi đây cũng như Hội Thánh đã có một chỗ để anh chị em con cái Chúa có thể tự do cũng như là bình an để thờ phượng Chúa, không phải đi tìm mỗi tuần nơi nào để nhóm chụp đây. Đấy là chúc mừng anh chị em, chúc mừng và nguyện Thánh Thần của Chúa đổ đầy nơi đây, đổ đầy trên lòng của anh chị em và Chúa kéo nhiều người tới đây. Nhưng amen, nhưng đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, Chúa nói Đức Chúa Trời ngài sẵn sàng chúng ta một chỗ ở tốt hơn. Cái nơi dưới đất này dù thế nào chăng nữa thì nó cũng sẽ bị đốt bằng lửa, chỉ cần động đất sụp thôi là bằng bay, thậm chí chúng ta không trả tiền đủ là cũng ra đi, có đúng vậy không? Thế nhưng có một cái nơi cực kỳ tuyệt vời mà Chúa Jesus sẵn sàng chúng ta, không như trên trời mà ngài sẵn sàng chúng ta là chính chúng ta, anh chị em ạ. Lời Chúa vừa đọc chúng ta vừa xem, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời sao, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em. Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Amen. Anh chị em nhìn thấy mình đấy, mình đền thờ Đức Chúa Trời, mình sẽ bảo vệ tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Cái kẻ nào mà muốn phá hủy đền thờ của Chúa tôi thì chính Đức Chúa Trời đã hủy phá kẻ đó. Amen. Thế tuyệt vời chưa? Chúng ta bây giờ phải có thái độ thế nào với cái đền thờ này, là chính chúng ta, không chỉ thân thể thôi đâu mà còn cả linh hồn và thần linh trong đó nữa. Amen. Đền thờ chúng là thánh, chúng ta trân trọng. Mỗi chúng ta bây giờ là cái người quản, ngày xưa gọi ông từ hay là ông gì, cái người quản lý cái đền thờ đấy, cái người quản gia cái đền thờ đấy, là trụ trì của đền thờ đấy, anh chị em ạ. Chúng ta đấy, mỗi chúng ta là trụ trì đền thờ, là chính mình đây này, nên là chúng ta phải dọn nhà, dọn cửa, dọn tất cả đầy đủ mọi thứ. Amen. Tương tự như nếu chúng ta mà dọn cái đền, những cái nhà này thôi, chúng ta phải quét dọn làm cho khai ra sáng láng, rồi đến giờ ABC phải làm đủ mọi thứ thôi. Đến cái đền thờ mà bây nay nó còn, may nó mất là chúng ta còn để ý đó. Cũng chính cái đền thờ này mà Đức Chúa Trời ngày mong muốn để vào trong đây, mong muốn vào trong đây. Chúa nói trời là ngay ta, đất là bệ chân ta, các ngươi lấy gì mà xây nhà chúng ta ở? Các ngươi muốn nhét ta vào cái nhà mà các ngươi xây á? Không, ta không thích, bởi cái nhà nó hoàn toàn không xứng đáng cho ta. Đất kim cương vàng bạc nó chẳng cái tháng gì cả, người ta cũng đầy kim cương trên trời nhiều lắm, mà đối với chúng ta nó chẳng có cái giá trị gì cả. Đối với ta, các ngươi mong xây nhà cho ta một cái gì? Không đâu, ta muốn ở trong lòng các ngươi. Amen. Ta muốn làm con trở thành đền thờ của ta. Là Chúa nói như vậy, đứng cao cả ở nơi đời vô cùng danh hiển thánh của Phán như vậy. Ta nơi cao cả ở với người ăn năn đau đớn nghe lời nói ta mà luôn. Ngài muốn ở trong lòng chúng ta, Ngài muốn ở trong lòng chúng ta, giữa chúng ta mãi. Và cái sự hiện diện của Chúa trong chúng ta đảm bảo được sự bảo vệ tuyệt đối của Ngài. Kẻ nào mà động đến đền thờ của Chúa, Chúa hủy diệt kẻ đó. Amen. Chúng ta phải có tâm trí như hạt là như này. Vì thế mà không cho phép một thế lực nào, một suy nghĩ nào, một con quỷ nào hay một thế lực nào nó phỉ báng chúng ta, nó chế nhạo chúng ta, nó gọi ô mày đổ bỏ đi, mày là cái đứa quá phụ, mày là cái đứa bệnh tật, mày là đứa nghèo đói, mày đứa thất học, mày đứa ABC. Không cho phép một kẻ nào xúc phạm chúng ta như vậy. Amen. Con Chúa Trời, cha của ta là Chúa Trời, nên chúng ta không chấp nhận một cái tư tưởng nó ném vào đầu mình, tư tưởng bệnh hoạn, tư tưởng nô lệ, tư tưởng của ma quỷ nó ném vào đầu chúng ta, nó nói chúng ta là kẻ thất bại như vậy. Không thể chấp nhận được, mà Đức Chúa Trời là phá hủy cái kẻ nói chuyện như vậy. Amen. Phần chúng ta không chấp nhận cái tư tưởng như vậy đâu. Và đoạn Kinh Thánh mà người chị em chúng ta vừa đọc ấy, và chúng tôi là bạn làm việc của Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, là nhà Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập đền những thành thật khéo và có kẻ khác cất lên trên, nhưng ai lấy phải cẩn thận về mình sẽ xây cất trên nền đó. Ở trong đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 7 đấy, có nói là ai mà nghe làm theo lời Chúa phán thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình xây trên bằng đá, có mưa sa, nước chảy,
gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã đất cất trên đá. Nhưng kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo thì khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập gãy rất nhiều. Đề tài nhỏ hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng với quý hội thánh mang tên là tôi xây nhà mình ra sao. Trong số nhà các quý anh chị em ở đây, ai có nhà riêng ạ? Ai có nhà riêng? Nhà riêng một, ôi toàn là gì giàu cả, toàn chưa. Chúng ta có nhà riêng, chúng ta xây nhà. Xây nhà thì chúng ta đều phải xây có được cái nền trước đã. Amen. Và chúng ta phải xây có cái vật liệu đó để xây nhà, chứ không thể là lấy cái rác rưởi hay lấy cái thứ vớ vẩn ở đâu để xây. Cái nền mà chúng ta đặt vững chắc thì nó sẽ đảm bảo cho độ bền công trình đó. Cái nền mà chú nói rằng chỉ mưa sa, gió lay, đứt động rồi đấy, mà không cẩn thận thì cái nền sẽ bay. Nhưng còn cái sự thử thách khủng khiếp hơn mà chú sử dụng đó bằng gì? Bằng lửa. Như anh, người chị em chúng ta vừa đọc, tất cả ngày cuối đó Đức Chúa Trời sẽ thử mọi công trình bằng lửa của Đức Chúa Trời. Anh chị em mà xây kế bằng cái gì, lúc đấy không phải nước, gió đâu anh chị em ạ. Nước gió còn ít, nước gió còn trốn được, nhưng lửa thì nó không từ cái gì cả. Nên chúng ta dùng cái chất liệu nào đây để xây nhà của mình, là xây đời sống của mình, xây chính mình đây này, tâm linh, linh hồn, thân thể của mình ra sao để có thể đứng nổi trước ngày thạch lộ của Chúa Trời. Khi Chúa thạch lộ thì Chúa ơi, Chúa thạch lộ đi, con đã ở trường với Chúa thạch lộ. Có ai dám cầu nguyện thế không? Chúng tôi vẫn cầu nguyện hàng ngày. Chúa ơi, con gọi sự thạch lộ của Ngài đổ trên con, đổ trên hội thánh của con, đổ trên chức vụ của con. Wow, không biết sao mà gọi sự thạch lộ cho trên mình. Wow, bởi vì tôi biết tôi là ai trong Chúa. Ai đứng nổi trong ngày thạch lộ của Chúa Trời? Chỉ người tay trong sạch, con lòng trong sạch, không nhìn sự dữ. Anh chị em ạ, sự thạch lộ của Chúa Trời là sự thương xót của Ngài. Khi Ngài muốn rửa sạch tất cả những sự cần thứ ô uế của chúng ta. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho sự thạch lộ của Chúa Trời như thế nào? Chuẩn bị cho sự phán xét của Ngài ta sao? Vì lời Chúa nói, ngày đến và sự phán xét của Chúa khởi từ nhà của Chúa Trời. Không phải khởi từ thế gian đâu, mà Chúa phán xét khởi từ nhà của Chúa. Nên sự phán xét nó mang sự thạnh lộ nữa, nó càng phần thưởng nữa. Nên đừng sợ sự thạnh lộ của Chúa, tại vì nếu chúng ta yêu Chúa thì Chúa có cái gì chúng ta phải yêu hết. Amen. Hãy tập yêu Chúa Trời, yêu đến nỗi mà yêu cả sự thạnh lộ của Ngài. Sự thạnh lộ của Chúa khác với sự thạnh lộ con người. Sự thạnh lộ của con người không làm nên sự công bình của Chúa Trời, nhưng sự thạnh lộ của Chúa thì làm ra sự công bình của Ngài. Amen. Và sự công bình của Chúa là cái điều mà trong Ma-thi-ơ đoạn 6 có nói: trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nên rất cần anh chị em ạ, hãy đổi với tư duy, đừng sợ, hãy sợ Chúa Trời. Còn đừng sợ một vật gì khác. Đừng sợ bị đói, bị nghèo, bị thất bại. Đừng sợ bị bỏ rơi. Đừng sợ bị người đầy rủ rẫy. Đừng sợ bị vợ bỏ, chồng bỏ. Đừng sợ bị thất nghiệp. Đừng sợ bị bankrupt, phá sản. Đừng sợ gì hết. Mà hãy sợ Chúa Trời. Và sợ cho đến nỗi mà tất cả sự sợ hãi khác nó trở nên run rẩy, nó bị nuốt hết sạch bởi sự sợ của Chúa Trời. Amen. Hãy sợ Chúa đến mức độ như vậy. Hãy kính sợ Chúa đến mức độ như vậy. Thứ nhất, tôi muốn chia sẻ với chị em, để chúng ta xây nhà của mình thì chúng ta phải biết chúng ta là ai trong Chúa. Rất có nhiều lẽ thật để nói chúng ta là ai trong Chúa. Thì hôm nay tôi chỉ chia sẻ cho chị em những lẽ thật nhẹ nhất để chúng ta có thể tiếp nhận được. Thứ nhất, con người là kiệt tác của Thiên Chúa. Con người được dựng nên chỉ kém chính Đức Chúa Trời một chút thôi. Ở trong Thi Thiên đoạn 8 câu 5 câu 6, Đức Chúa Trời làm con người kém Đức Chúa Trời một chút, đội trên người sự vinh hiển sang trọng. Chúa ban cho con người quyền cai trị tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời làm chúng ta kém hẳn một chút, không phải hai chút. Hai chút là còn đứng bậc nào đấy nữa, nhưng Chúa giúp chúng ta chỉ kém hẳn một chút thôi, chúng ta có quyền trên cái thiên sứ. Amen. Lời Chúa nói như vậy ở trong sách thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 2 câu 3: chúng ta có quyền xét đoán các thiên sứ, xét đoán thế gian, xét đoán việc đời này. Amen. Thiên sứ của Chúa Trời mặc dù hùng mạnh, nhưng họ chỉ là những vua, xin lỗi, họ chỉ những quan tướng, họ như những
Họ là gì nhỉ? Vệ sĩ của Đức Chúa Trời cho chúng ta thôi. Còn chúng ta là hoàng tử công chúa của Ngài. Chúng ta dù có nhỏ bé thế nào chẳng nữa, nhưng hoàng tử công chúa vẫn phải để cho các vua, các quan, các vệ sĩ hầu hạ. Amen. Sách Hebrew có nói như vậy. Có nói là thiên sứ của Đức Chúa Trời là những thần hầu việc Ngài được gửi đến để phục vụ những người hưởng cơ hội cứu rỗi hay sao? Chúng ta là hoàng tử công chúa của Ngài mà. Anh em vừa vào các anh em đã được Chúa phủ đầu là mỗi người xung quanh là hoàng tử công chúa của Ngài rồi. Amen. Vậy thì chúng ta biết rồi, thiên sứ chỉ là cái thần hầu của chúng ta thôi. Họ to, họ lớn, họ mạnh đấy, nhưng họ phải phục vụ chúng ta. Giá trị của họ thấp hơn giá trị của con người. Khi chúng ta mà, khi con người bị phạm tội thì Đức Chúa Trời có chương trình cứu chuộc cho con người. Nhưng thiên sứ phạm tội không có chương trình cứu chuộc cho thiên sứ. Anh chị em ạ, thiên sứ bị đổi thành từ thiên sứ thành quỷ sứ và chuẩn bị cho nó hình phạt ở địa ngục rồi tiếp tục đến hồn lửa đời đời. Nhưng con người có chương trình cứu chuộc tuyệt vời để phục hồi lại. Rất là kỳ diệu để biết được giá trị con người rất lớn, nên chúng ta không thể chấp nhận để cho một thế lực nào bản thân chúng ta nữa xúc phạm đến cá thể, cá nhân của chúng ta. Amen. Mà phải trân trọng nhau, nhìn thấy mình là kiệt tác của Chúa Trời, kiệt tác có 102. Cái đốt vân tay của chúng ta, tôi đã nói với chúng ta là có 102, không ai có đốt vân tay như của mình. Amen. Cái thân thể hữu hình này mà còn nói rằng chúng ta là độc nhất vô nhị, huống chi có linh hồn và thần linh vô hình nữa, giàu có ra sao. Đến điểm thứ nhất, chúng ta biết giá trị của mình chỉ dưới Đức Chúa Trời thôi, còn trên tất cả tạo vật. Amen. Nhưng để quản trị các tạo vật thì chúng ta phải lớn, phải trưởng thành, cũng như hoàng tử, công chúa, để quản trị vương quốc, để quản trị, ra lệnh cho các thiên sứ, ra lệnh cho các quan tướng ấy, thì hoàng tử phải trưởng thành và được thừa hưởng cơ nghiệp của vua, trở thành vương hầu, gọi là gì ạ? Gọi là gì ạ? Thái tử hay là gì đấy? Thái tử hay cái gì đấy? Anh chị em xem những phim gọi là cổ trang, tôi gọi là cái gì anh chị em nhỉ? Gọi là cái gì đấy? Để mà có thể quản lý được đất đó thì quan, vua, tể tướng phải nghe hoàng tử, nghe công chúa. Chúng ta vậy thôi, chúng ta cần phải lớn. Và cái điều lớn nó phụ thuộc vào chuyện chúng ta xây nhà mình ra sao. Điều thứ hai, chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời này rất yêu chúng ta. Ngài yêu chúng ta. Yêu là cái gì vậy? Yêu không phải chỉ là hy sinh, yêu còn hơn thế nữa. Yêu là cái trạng thái mà mong muốn nỗ lực để kết hiệp lại với cái người đấy thành một, để truyền tải tất cả sự sống của mình, cái giá trị của mình đến vào người đó, quyết lại thành một. Đấy là yêu. Anh em thử xem, ai mà yêu ai chỉ mong muốn đi theo, cứ đi rõ rõ đi theo thôi. Ngày xưa các anh chị em có vợ có chồng đấy thì cái chàng trai đi cứ theo đi sau để muốn chồng PC, để muốn bên cạnh bên mình, để muốn cứ đằng đằng đi theo để bám đấy. Rồi đến gặp nhau chỉ muốn hôn nhau, để muốn yêu là chỉ muốn quen vào với nhau thôi. Thì Chúa yêu con người, Chúa muốn quen mình, quen chính Ngài vào con người. Cái mong muốn của Chúa là kết hiệp với con người. Ngài không kết hiệp với thiên sứ ở ngoài, nhưng Ngài muốn kết hiệp với con người. Và Ngài muốn xây cái đền thờ, cái nhà của Ngài, Ngài muốn cái nơi đó là Đức Chúa Trời ở giữa họ. Đức Chúa Trời ở giữa dân của Ngài, Đức Chúa Trời muốn quen với con người của chúng ta. Nên thân đây là, chúng ta đây là đền thờ của Ngài. Bằng sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu ấy, và Ngài mở đường máu để Chúa có thể vào trong chúng ta và làm chúng ta trở thành đền thờ của Ngài, để quen với chúng ta thành một. Amen. Chúa yêu chúng ta cực kỳ tuyệt vời, anh chị em ạ. Yêu là, tôi nhắc lại, là cái trạng thái mà đứng đó là muốn kết hiệp thành một, để tất cả cái gì Ngài có, Ngài chuẩn đấy cho chúng ta. Yêu đấy, chúng ta thiếu, chúng ta bị chết thì Ngài mới phải hy sinh, Ngài phải chết thay. Chứ còn nếu mà chúng ta mà ok thì việc gì phải chết thay. Nhưng mà chết thay rồi chưa xong, Chúa có chương trình yêu đến nỗi Ngài không chỉ chương trình chết thay đâu, Ngài chương trình còn sống lại và làm cho chúng ta được sống lại nữa cơ. Chứ phải chết hộ là xong đâu. Rồi cả hai cùng chết rồi, mình chết cả hai cùng chết thì còn cái giá trị gì nữa. Nhưng Ngài còn sống lại nữa để yêu đến nỗi mà Ngài có đủ hết mọi thứ để chuẩn bị chúng ta. Amen. Ngài yêu chúng ta tuyệt vời. Chúa yêu đến nỗi mà lời Chúa nói trong sách Ê-sai rằng ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Từ Chúa khắc gọt chúng ta vào trong Ngài. Anh chị em trong ai, trong số anh chị em có ai từng chạm chổ người chưa? Từng khăm chăm xăm chổ trên người chưa? Xăm mình đấy. Tức là ai đó mà thích cái hình ảnh đó thì xăm cái hình trên mình để lưu cái hình đến đời đời với mình, ở mãi cho đến khi mình chết thôi. Đức Chúa Trời để yêu chúng ta, để nó ngày khắc chúng ta trong lòng bàn tay của Ngài.
tình yêu thế nào? Amen. Và Ngài làm chúng ta trở thành cái trang sức đời đời cùng với Ngài. Ngài khắc trong lòng và Ngài làm cái kiểu đời đời. Nên Ngài muốn chúng ta là cái trang sức ở trong lòng bàn tay của Chúa, để Chúa giữ, Chúa ôm ấp lấy chúng ta ở trong lòng Ngài. Ngài yêu chúng ta cũng phép cuồng, Ngài yêu cuồng chúng ta luôn, anh chị em ạ. Lời Chúa nói rằng Thánh Linh của Chúa Trời đấy yêu chúng ta đến mức ghen tuông. Ngài yêu chúng ta cực kỳ yêu, anh chị em ạ. Anh chị em cần phải trải nghiệm cái tình yêu này của Chúa Trời. Bởi nếu mà không trải nghiệm được thì tất cả nỗ lực của anh chị em là phí tác dụng hết. Tất cả mọi nỗ lực, mọi sự đến cầu nguyện, đến phục vụ Chúa, đến hầu của Chúa, làm mục sư, làm sứ đồ, làm ABC, phí hết, không có tác dụng gì cả, chỉ có tình yêu mới sự đời đời thôi. Amen. Làm cái động cơ là yêu, yêu. Tôi có thể chỉ anh chị em có tập yêu Chúa. Tôi yêu Chúa thế nào? Tự nhiên không yêu được đâu. Anh chị em không yêu được đâu. Nhưng mình có thể ép mình yêu được. Chúng ta đã từng yêu ai đó, hãy yêu cái vật gì đó trong thời gian chưa? Có, đã từng rồi. Thì mình xác định mình xem yêu như thế nào. Đầu tiên mình nhìn, xong mình thích thú, mình nghiên cứu, càng nghiên cứu bao nhiêu, tìm được bao nhiêu thì mình càng thích bấy nhiêu. Theo đó càng ngày càng say càng mê. Quyển sách hay trò chơi nào đó cũng vậy, mới nhìn trò chơi ai thích đâu, nhưng chơi một tí, xong mở ra xong cứ thích mà mê thế. Cũng như gặp một người đầu tiên đấy, mới đầu chưa yêu được, nhưng qua nói chuyện, qua giao tiếp với nhau thì dần dần cứ nhiều thế, cứ mở dần, yêu dần, bắt đầu yêu. Amen. Thì cũng vậy thôi, chúng ta muốn yêu Chúa, chúng ta phải nói chuyện với những ai thật nhiều. Amen. Có thể nói, có thể ngây ngô, nói không sao. Cái đứa con mới sinh ra đời ấy, mẹ nó có bảo là cái đứa con này, sao con nói cái gì nói không ra hồn cả, vút trọng trận, không thèm nuôi mày nữa. Có ai nói thế không? Không, mà cha mẹ rất vui mừng khi đứa con nó tập nói. Amen. Nói không hiểu tại tiếng gì cả, nhưng cha mẹ biết điều đó. Đứa con ấy, mình cần nói với Chúa Trời, cần đến với Ngài trong lời của Chúa, đến tìm Ngài ở đâu, cứ chỗ nào hỏi Ngài ở đâu thì con đến đó. Nhưng Ngài khắp mọi nơi, anh chị em ạ. Ngài trong phòng anh chị em, Ngài trong tất cả ở mọi nơi mọi chỗ, và đặc biệt là Ngài ở trong lời của Chúa Trời. Ngài bày tỏ chúng ta trong Kinh Thánh. Ngài cũng ở những chỗ những người hầu của Chúa Trời, Ngài ở những nơi là trong nhà thờ, nhà nguyện, nơi đó mà Chúa Trời Ngài được tôn vinh. Amen. Ngài khắp mọi chỗ mọi nơi, anh chị mình tìm Chúa và hỏi Chúa ấy con yêu Ngài, hãy giúp con yêu Ngài. Nếu chúng ta chưa yêu được, đừng lo, hãy kêu cầu Chúa, Chúa không chỉ biết Ngài là ai cả, nhưng con muốn yêu Ngài, hãy giúp con yêu Ngài. Và giúp con yêu Ngài, cái tình yêu kỳ diệu nhất mà có thể có được. Cái tình yêu lớn nhất mà tôi được Chúa dạy dỗ, đó không phải tình yêu Chúa Giêsu yêu con người. Tình yêu Chúa Giêsu yêu con người vẫn chưa phải tình yêu lớn nhất, mặc dù cực kỳ lớn. Nhưng tình yêu lớn nhất là tình yêu của Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con, là tình yêu của Đấng Tạo Hóa với nhau. Tình yêu đấy tuyệt đối không hề có tội lỗi ở trong đó cả. Amen. Tình yêu đấy lúc đó có, chưa hề thế gian tạo vật chưa có. Còn tình yêu mà Đức Chúa yêu con người là đã có tạo vật tạo ra đời rồi. Nó khác, nó sản phẩm của tình yêu Đức Chúa Trời yêu nhau, Chúa Cha yêu Chúa Con. Nên trong Kinh Thánh có đoạn Chúa Giêsu ngày cầu nguyện, xin Cha dùng tình yêu mà Ngài đã dùng để yêu con. Hay, khi chúng ta tìm Kinh Thánh, chúng ta sẽ tìm thấy những đoạn tình yêu đó và suy ngẫm về đoạn đó và hỏi Chúa ơi, hãy giúp con yêu Ngài. Trong trường đại học tổng hợp Thánh Hữu Trời mà chúng tôi chia sẻ cho các sinh viên của trường, thì ngay đầu tiên chúng tôi phải dạy họ về cách yêu Chúa. Họ vừa đến Chúa, chúng tôi thay đổi cái động cơ của họ đến Chúa. Anh chị em đến Chúa bằng cách nào? Ai đó đến vì chức vụ, ai đến với Chúa vì được đuổi quỷ, được chữa lành, được giải phóng, ai đến Chúa được cứu, ai đến Chúa được phước hạnh, ai đến Chúa được lấy chồng, được lấy vợ, được trúng quả, được công ăn việc làm, được đủ các thứ. Những cái động cơ đấy nó rất nhỏ, động cơ đấy nó không thể cho chúng ta đi xa được đâu. Amen. Nên khi đến với Chúa, đến với chúng tôi, thì chúng ta phải thay động cơ. Anh chị em đã thay xe chưa? Thay động cơ chưa? Thay động cơ, để cái động cơ đấy nó có thể đi đời đời, đi mãi mãi, chỗ nào đi được. Amen. Cái động cơ mà anh em đến với Chúa vì hoàn cảnh, nhưng khi có hoàn cảnh khác xảy ra ấy, anh em có thể cái động cơ không còn chạy được nữa. Lúc đấy lại tìm cái động cơ khác để mà yêu Chúa, để mà đi tiếp. Vì thế tại sao nhiều người họ bỏ Chúa? Vì cái động cơ lúc đầu của họ đấy, họ muốn giữ cái động cơ cũ đó, nên họ không thể chạy được tiếp. Cái động cơ nó không thích hợp với hoàn cảnh, không thích hợp với nhu cầu, tình thế của thời đại đang tới. Vì thế Chúa phải upgrade lại động cơ thành động cơ vĩnh cửu của Ngài. Động cơ đó là tình yêu với Đức Chúa Trời.
Amen. Nếu Chúa muốn để cho chúng ta được xây nhà được tuyệt vời, thì chúng ta, anh chị em ơi, hãy kêu Chúa: con yêu Ngài, con yêu Ngài, con yêu Ngài, Chúa, con yêu Ngài, con yêu Ngài. Hãy nói hết cả lòng của mình, đóng cửa lại, không ăn uống, không ngủ được, xếp thời gian một ngày một tiếng đồng hồ, đóng cửa lại, tắt hết điện thoại đi, đừng có động vào nhà tôi nhé, tôi ngồi đây, tôi cứ nói: Chúa, con yêu Ngài. Chưa cảm thấy không sao, cứ nói: con yêu Ngài, con yêu Ngài, con yêu Ngài, Chúa, con yêu Ngài. Nói hết ra, mình dùng hết cả tâm trí mình nói: Chúa, con yêu Ngài, con yêu Ngài, con yêu Ngài, con yêu Ngài, hãy giúp con yêu Chúa, hãy giúp con yêu Chúa, Chúa. Cứ làm đi anh chị em ạ, bởi sống chết nơi quyền của lưỡi. Chúng ta được giữ sống của Chúa Trời, chúng ta có quyền sự sống sự chết ở trong tay chúng ta, trong miệng chúng ta. Chúng ta nói yêu Chúa thì kết quả sẽ có. Mà chúng thờ: ôi Chúa, con thích xem phim, con thích ăn, thích uống, thích đi nhậu, thích relax, thích đi vacation, thích xa nhờ nhà cửa, thế thôi, thích vớ vẩn đấy, thì sẽ yêu điều đó thôi. Vì chúng ta nghĩ về nó nhiều quá, của báu đông lòng người ở đó. Nhưng chúng ta nghĩ là con yêu Ngài, chúng ta nói nhiều vào sẽ có chuyển biến. Và đời sống tôi là minh chứng điều đó, cũng như các học viên, những người đó nghe lời khuyên chúng tôi, họ làm điều đó, họ có sự chuyển biến rất mạnh trong đời sống của họ, anh chị em ạ. Khi yêu Chúa thì chúng ta là mở kinh thánh cho đọc một đoạn thôi, rồi dừng lại, cảm thấy Chúa động chạm mình: ôi Chúa, con yêu Ngài, hãy giúp con, tỏ cho con nên làm gì đây. Và yêu Chúa, đừng có vội xin xỏ là Chúa cho con đỏ, cho con điều A, điều B, điều C, đừng vội xin cái đó anh chị em ạ. Đừng có dại khờ thì mà xin điều đó. Anh chị em đã từng có người yêu rồi, khi đến với người yêu chưa kịp nói chuyện gì cả: anh ơi, em hết tiền rồi, anh chuyển cho em tài khoản rồi, hết tiền rồi. Thế thì cái người kia nghĩ thế nào? Đau mỏ. Thế em đến với anh em đau mỏ à? Mà họ đến là muốn là yêu. Từ khi mà yêu tôi thì thôi, cái người kia cứ tức mà cứ tự động dốc tiền đầu vào, chưa cần mở miệng xin nữa đã cho rồi. Amen. Chúa muốn chúng ta hơn thế nữa, nên đừng đến với động cơ cũ của mình là động cơ là vì hoàn cảnh, vì công ăn việc làm, vì bị ABC nan đề. Đến với Chúa, đến Chúa xong thay động cơ lại. Amen. Động cơ là yêu Ngài. Và chưa có, hãy làm Chúa thay động cơ cho con, để con yêu Chúa, giúp con yêu Ngài, giúp con thay động cơ trong lòng con là con yêu Chúa, con yêu Chúa. Vì đấy là xuất phát của tất cả mọi sự. Tại sao như vậy? Bởi tôi là hồng Chúa nhiều năm, tôi biết rồi, có rất nhiều mục sư, nhiều tiên tri, nhiều thầy giảng, họ hồng Chúa mà không có lòng yêu Chúa, anh chị em. Họ chỉ là yêu công việc, yêu phục vụ, không yêu Chúa. Họ làm bởi vì là giáo hội bắt họ phải đi giảng, bắt họ đi làm, chứ họ có thích thú gì đâu. Anh chị em đếm đường có thôi. Nên đừng có tưởng, anh chị em đừng có tưởng nhìn cục giảng tôi, ai đó hát ua, ui, người yêu Chúa lắm. Không phải. Đừng vội vàng như vậy. Yêu Chúa sẽ trong đời sống người đó. Nếu yêu Chúa xem bụng trái, đấy là đề tài khác, chúng ta không đề cập ngày hôm nay. Amen. Nhưng anh chị em ơi, hãy nói với Chúa: con yêu Ngài, con yêu Ngài. Có lúc mà tôi cầu nguyện 2-3 tiếng, 4 đồng hồ, tôi chỉ nói một câu tôi yêu Chúa thôi. Hay chưa? Con yêu Ngài, con yêu Ngài, bằng tất cả mọi thứ, bằng tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng gì đấy không biết. Con yêu Chúa, yêu Chúa xong lòng mình cứ thổ ra, cứ tuôn chảy ra thôi. Một cái sóng, cái đợt sóng tình yêu Chúa vồ bầm bầm vào mình đấy, thì mình cứ chảy ra. Mà mỗi lần như thế, sau đó nó có những nhiều cái sự bày tỏ của Chúa lại ở trong lòng mình tiếp lắm. Một sự bày tỏ mới lạ mà trước đây mình chưa nghe. Khi yêu ấy, khi hai người yêu nhau thì sao? Thì chắc dòng sẵn sàng người ta sẽ bày tỏ những bí mật cho nhau. Amen. Bạn chưa chắc đã được bày tỏ nhiều, nhưng nếu mà yêu nhau đến mức độ như vợ chồng đấy thì chắc chắn là có bao nhiêu cái bí mật được bày tỏ. Amen. Và cả sinh nhà chúng ta, và khi yêu chúng tôi thì mọi cái việc khác Chúa cho chúng ta hết. Chúa Giêsu nói: Cha trên trời đã bằng lòng cho nước trên trời, bằng lòng cho nước thiên đàng. Nước thiên đàng là có tất cả mọi sự, nước trời, vương quốc hay thiên đàng mà cả loài người đang tìm kiếm đó. Cái điều quý giá mà anh đang tìm, nước trời có Chúa Trời là một. Nước trời có tất cả tạo vật của Ngài, và nước trời là thái độ của các thành phần với nhau. Trong đó có thái độ chúng ta với Ngài, với bản thân mình và với người khác, với cái tạo vật khác là sao? Thì cái thái độ nó sẽ quyết định tất cả, anh chị em. Vì thế, cái phần đây tôi muốn chia sẻ anh chị em hãy xác định cái thành phần thứ ba của nước trời, đó là thái độ của anh chị em với chính Đức Chúa Trời. Amen. Thái độ của anh chị em với lời của Ngài, thái độ của anh chị em với bản thân mình, với cái sự kêu gọi của Chúa, thái độ của anh chị em với nhà của Đức Chúa Trời là chính bản thân mình đây. Amen. Thế quyết định chúng ta là ai? Vì chúng ta đều có Đức Chúa Trời cả, anh cũng nói.
chúng ta đều ở một không gian là công dân Mỹ, công dân Hoa Kỳ hay công dân ABC nước nào đó, đều sống trong một cái quyền, đều sống trong một công ty hay một gia đình nào đó. Thế nhưng mà cái thái độ chúng ta với những cái đối tác xung quanh là quyết định số phận của mình. Amen. Nên phải thay đổi thái độ lại với chúng ta, và thái độ trong tình yêu thương, trong sự trân trọng thì bao giờ nó cũng có sự đời đời. Điều thứ ba tôi muốn nói với anh chị em, Đức Chúa Trời ngày kỳ diệu, ngày lớn vĩ đại như vậy, ngày dựng lên toàn bộ cả cõi sáng tạo này, mà vũ trụ nó chỉ là một chấm nhỏ trong cõi sáng tạo của Chúa thôi. Thưa các anh chị em, không có vũ trụ đâu được, Chúa cũng chỉ dựng một vũ trụ vì vũ trụ nó quá nhỏ trong cả cõi sáng tạo của Ngài. Thì công việc lớn nhất của Ngài, thưa chị em, là cái gì không? Là xây vũ trụ, dựng các thiên sứ, dựng đến thiên nhiên, dựng đến các loài vật, hay cái dựng cái gì? Dựng đến con người, chị em. Ý công việc lớn nhất của Đức Chúa Trời, công việc mà đối với Ngài là quan trọng nhất, là dựng nên con người. Vì con người là tạo vật thì kém Chúa một chút thôi, còn các tạo vật khác thấp hơn. Thành ra cái việc quan trọng đối với Chúa đó là dựng nên con người. Thành thử trong sách Malachi đoạn 2 câu 15 có nói: và hơi sống Đức Chúa Trời giàu dư dật cũng chỉ làm nên một người mà thôi. Ấy là tại làm sao? Đấy là vì Đức Chúa Trời Ngài muốn tìm ra dòng giống thành. Hơi thở, hơi thở là thần của Chúa đấy, hơi thở là thánh linh của Chúa Trời đó. Ngài tìm ra một dòng giống thánh. Nên công việc lớn nhất của Chúa Trời là dựng con người. Vì thế mỗi chúng ta là công việc lớn nhất của Chúa Trời, nên chúng ta hãy tự hào, tôi là phép lạ, là công việc lớn nhất của Đức Chúa Trời. Nên hãy nhìn cả người bên cạnh nữa, cái người đấy cũng là cái công việc lớn nhất của Đức Chúa Trời, đúng không anh chị em ạ? Amen. Công việc lớn nhất của Ngài là tạo ra con người, giống Ngài để quản trị tất cả các vật mà Ngài tạo ra. Và để làm như vậy thì Ngài đã ban cho tất cả, Đức Trời đã cho lòng chúng ta. Amen. Trong sách nào? Trong sách Luca đoạn 17 câu 21, Chúa nói nước trời ở trong lòng các ngươi. Chúa nói hỡi bầy nhỏ chớ sợ chi, vì Cha ngươi trên trời đã bằng lòng ban cho ngươi nước thiên đàng rồi. Ai đó chúng ta bỏ được Chúa, những con nhỏ, những con bé, những con nghèo cũng biết cái gì cả. Chúa đừng lo, tại vì ta nói với bầy nhỏ, ta không nói bầy lớn. Ta nói hỡi bầy nhỏ chớ sợ chi. Trong sách nào? Trong Luca đoạn 12 câu 32. Hỡi bầy nhỏ chớ sợ chi, vì Cha ngươi trên trời đã bằng lòng ban cho các ngươi nước thiên đàng. Chúa đã muốn Chúa cho chúng ta cả nước thiên đàng, cả Ngài chính Ngài ban cho, còn một Ngài người sứ quyết ban cho, Thánh Linh cũng ban cho, đủ cái gì con muốn thì có hết con ạ. À, có hết trong thiên đàng, có hết, ta cho hết con, nên chỉ cần con tin, con nghe và nghe sự dạy dỗ của ta, ta sẽ hướng dẫn con, ta sẽ dạy dỗ con để quản lý cái thiên đàng này của người ta. Amen. Tuyệt vời chưa anh chị em? Chúng ta như là con của những ở dưới đất này, lấy thí dụ đi, chúng ta là nếu ai đó là con một tỷ phú đi, được chưa anh chị em? Hình dung ra ông tỷ phú nào to nhất mà giàu nhất mà anh chị em có thể hình dung được là ông nào? Bill Gates hay là ông nào? Ông Bill Gates là mất chức giàu nhất thế giới rồi, đúng không? Ông gì đấy, ông gì của Tesla đấy. Thí dụ thế đi, ông cái người đấy, cái giàu nhất là cha của mình, mà mình là người là con. Thế cha của mình là một tỷ phú, mà bây giờ mình là con thì sao? Thì cứ quyền thừa kế của cha mình là của mình. Amen. Nhưng mình phải đủ lớn thì mình mới sử dụng quyền thừa kế đó. Bằng không thì như sách Galati có nói, cái người kế tự nhưng khi còn thấu vẫn làm nô lệ, vẫn ở dưới quyền người bảo hộ cho kỳ người cha đã định. Nên chúng ta cần phải lớn nữa, cần phải lớn nữa, cần trưởng thành nữa thì mới làm được. Mà cái trưởng thành đó nó là cái quá trình chúng ta xây nhà, là xây chính đời sống mình. Vì chúng ta biết rằng cái công việc lớn nhất trong con sáng tạo, công việc lớn nhất của Chúa Trời là xây dựng chính con người. Amen. Xây dựng chính con người, xây dựng chúng ta, xây dựng nhà của Chúa. Nên lời Chúa nói đấy, anh em là nhà Đức Chúa Trời xây, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, anh em là nhà Đức Chúa Trời xây. Việc lớn nhất của Ngài là việc làm là con người. Amen. Chúng ta phải thay đổi tâm trí, không phải lớn nhất làm đến phép lạ đối với con quỷ lạc vật hay là cai trị đất nước, không phải cái gì cả. Cai trị lòng của mình đây, vì trong sách Châm Ngôn có nói, ai mà cai trị lòng mình thì thắng hơn kẻ giữ thành, kẻ chiếm thành. Ai đó có thể muốn là con sẽ muốn chinh phục đất nước này, chinh phục dân tộc này, chinh phục lĩnh vực về tâm linh, về chính trị, về kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, an ninh, giải trí, quân sự, phòng, chinh phục hết. Ok,
ok, ta cho con hết. Nhưng cái điều đầu tiên con làm đó chính là lòng con. Amen. Ta làm việc xây nhà của mình đấy. Mình xây nhà của mình rồi. Xây thần linh, xây linh hồn của mình ra sao? Thì Đức Chúa Trời này có bản thiết kế. Vì Ngài được tạo hóa mà. Nên Ngài có bản thiết kế cho mỗi đời sống chúng ta. Cũng như cái tòa nhà này. Trước khi mà nó xây và anh chị em ngồi đấy, trước khi nó có mặt trong thế gian này, sao ạ? Thì kiến trúc sư đã có cái bản thiết kế cấu trúc ra sao? Amen. Nó xây dựng bằng cái vật liệu gì? Khi nào xây bằng cái gì? Ai xây đủ hết, mọi thứ có hết rồi. Cái vật không có giá trị là cái nhà này, còn bản thiết kế cũng chỉ con người là chúng ta, là cái công trình lớn nhất vĩ đại của Ngài. Thì cái bản thiết kế đấy nó phải vĩ đại và quan trọng đến mức độ nào? Amen. Cái bản thiết kế đấy mà ai mà sạch được đấy, làm được bản thiết kế là xong. Cái bản thiết kế đấy chính là Đức Chúa Giêsu cho người đấy. Cái bản thiết kế đấy không phải hình vẽ, không đâu. Bản thiết kế đấy nó chính là lời của Đức Chúa Trời cho người đó. Cái lời cụ thể của Ngài, tập hợp tất cả các lời cụ thể của Chúa, cái lượng Đức Chúa Trời cho người đó. Cái bản thiết kế là chính Chúa cho người đó, để cho biết rằng chính Đức Chúa Trời là cơ nghiệp chúng ta như vậy. Và bản thiết kế đó đã khiến cho dân tộc, khiến cho Jacob đấy trở thành Israel. Vì Israel đấy, vì Jacob đấy đã vật lộn với thiên sứ của Chúa để giành được trong tay cái bản thiết kế, khi đổi tên, tức là bản thiết kế đó đổi tên, đổi bản chất đi và thành ra một người mới là Israel. Và chính thế mà ngày nay chúng ta nhìn thấy là dân Israel không phải dân Abraham, mặc dù Abraham là ông tổ đức tin, là bạn Đức Chúa Trời. Không phải Isaac là con của lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa ban cho, mà dân đó là ai? Dân Israel. Dân Israel, dân tuyển chọn của Chúa. Bởi vì ông ấy, cái đời của Israel đã vật lộn với Đức Chúa Trời và tìm ra bản thiết kế, và từ đó đời sống thay đổi. Mặc dù họ không đi tiếp, bởi vì họ chối bỏ đấng Messia, là đấng mà quyết định bản thiết kế và thực hành bản thiết kế ra sao. Cái bản thiết kế đấy chính là Ngài mà, nhưng họ đã không đi tiếp. Và dân Israel chúng ta thấy đấy, đã phải bị lưu lạc ngay từ mai đó, bị suýt bị diệt chủng. Và cái thời mà gần nhất ở đây chúng ta thấy từ năm 19 là bao nhiêu, từ năm khi Chúa Giêsu từ thế kỷ thứ 1 cho đến tận giữa thế kỷ 20, gần 20 thế kỷ, hơn 19 thế kỷ, dân Israel phải lưu lạc bởi vì đã coi thường Chúa Giêsu là chính bản thiết kế cho họ mà họ đã mang danh. Thì nguy hiểm thế nào? Điểm thứ ba tôi nhắc lại chị em, con người là công việc lớn nhất của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy ghi lòng tạc dạ điều này. Con người là cõi sáng tạo thu nhỏ của Ngài. Nên con người là ông trời con ở trong cái cõi sáng tạo đó. Là mình phải cai trị lòng mình, chính mình phải cai trị lòng mình, chứ không để Chúa cai trị thôi đâu. Mình cai trị lòng mình theo cách của Đức Chúa Trời, chứ cách của mình. Amen. Mình cai trị lòng mình bằng cách của Đức Chúa Trời đó, thì nó mới đời đời được. Điểm thứ tư mà như đã nói là Đức Chúa Trời Ngài có một bản thiết kế cho mỗi chúng ta. Và điểm thứ năm là bắt đầu chúng ta xây nhà mình ra sao. Thì xây nhà, Chúa Giêsu đã từng nói, nếu mà chúng ta xây trên cát thì lập hết, đổ hết. Nhưng xây trên đá, xây một cái vật liệu tốt thì có mưa ra gió động cũng không vấn ăn nhằm gì cả. Mà thậm chí đi qua lửa, lửa cháy rụi tất cả cái điều gì mà cần phải cháy. Còn điều gì tinh khiết nhất còn sót lại. Đấy, nếu chúng ta xây nhà bằng cái tinh hoa nhất, bằng cái đồ quý nhất, thì chúng ta còn đời đời. Amen. Chúng ta có giá trị trước mặt Chúa Trời. Chúng ta được Chúa dùng để cai trị ngay cái đời này, không nói gì đến đời sau. Thôi đâu. Vì thế cái câu hỏi đặt ra chúng ta, chúng ta lấy gì đây để xây nhà cho Chúa? Là chính mình đây. Xây bằng cái gì ạ? Xây bằng lời của Ngài. Amen. Xây bằng lẽ thật. Lẽ thật là còn lại đời đời, lời Chúa còn đời đời. Cỏ khô hoa rụng, trời đất qua đi hết, nhưng lời Chúa không phải qua. Chúa dựng lên tất cả bằng lời của Ngài, nên chúng ta phải lấy lời của Chúa trong Kinh Thánh anh chị em ạ. Kinh Thánh là một phần của lời Chúa thôi. Kinh Thánh chưa phải lời Đức Chúa Trời hết. Kinh Thánh chỉ là một phần của lời Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra, người ta chưa biết đã cho ta ở đây. Kinh Thánh, lời Chúa có trước cả Kinh Thánh, đúng không? Lời Chúa có đời đời. Còn Kinh Thánh là cứu quốc tân ước, nó chỉ có ở khoảng thời gian nhỏ thôi, nó chỉ một phần của lời Chúa mà thôi. Nhưng đủ hết những instruction, đủ hết cái hướng dẫn chúng ta để xây nhà cho Chúa ra sao, xây cái công trình của Chúa là đời sống của mình ra sao trong Ngài. Amen. Nên nhiệm vụ nữa với anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho con yêu Ngài rồi. Cái động cơ tốt đấy mà chúng ta vừa được Chúa nói là tình yêu với Ngài. Và nữa là Chúa ơi, con xây dựng bằng vật liệu gì đây? Để cầu nguyện với Chúa, cầu hỏi Chúa để Chúa xây nhà cho anh chị em.
Chúa cùng với anh chị em xây nhà, vì anh chị em là cái người cùng làm việc với Chúa, như chúng đoạn kinh thánh tôi vừa đọc ấy, là và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Chúa Trời, nên anh chị em rất là vinh dự. Amen. Mình cùng làm việc với Ngài và cùng cộng tác với Chúa trong cái công trình vĩ đại nhất của Ngài trong cả con sáng tạo, là xây con người, là xây chính bản thân mình. Amen. Nên mình phải tự hào về điều đó. Đừng có tự hào là tôi là một tổng công ty của tập đoàn lớn nhất thế giới. Đừng có tự hào tôi là tổng thống, nguyên thủ quốc gia của cường quốc thế giới. Cái điều chưa là cái gì cả. Nhưng mình ấy, là người cùng làm việc với Chúa để xây đại công trình vĩ đại nhất là con người. Amen. Xây mình trước này. Mình xây mình trước rồi. Xong mình lấy kinh nghiệm để xây nhà đấy của mình. Mình xây tiếp người khác, giúp người khác xây cái nhà của họ. Amen. Và trách nhiệm của chúng tôi đến mục sư, những người giảng lời Chúa đấy, là trách nhiệm của tôi là xây nhà của chúng tôi trước tiên này, biết được cái kinh nghiệm ra sao, và chúng tôi áp dụng kinh nghiệm đó và xây, giúp các anh chị em xây nhà của anh chị em, xây các nhà anh chị em ạ, để mà sau này mưa sa gió động không gặp hái gì cả, thậm chí con lửa sáng xuống anh chị vẫn đứng vững và đứng một cách vinh hiển trước mặt trời không trách được. Amen. Hallelujah. Để khi ngày phán xét của Chúa đấy thì chúng ta không bị hổ thẹn, mới quang xa khỏi Ngài khi Ngài ngự đến, mà chúng ta đứng hững, đứng kiêu hãnh, ngang đầu lên tạ ơn Chúa. Ngài đã giúp con xây nhà, lửa con lên cho nữa thì cái nhà con nó càng sạch, càng bóng, càng đẹp, đúng không? Tạ ơn Chúa. Vì thế mà tại sao chúng tôi dám cầu nguyện, Chúa ơi, lửa của Ngài đổ xuống trên đầu con, lửa xuống Chúa đổ ngay sân đầu con lên giờ, trong linh hồn con đổ hết xuống trên con, đổ trên mục vụ của con, chưa? Để mà muốn là nhà của tôi được sạch hết. Thì trước đấy thì quỷ nó không có thời gian để bám với tôi nữa anh chị em ạ. Quỷ nó chạy đi xa, nó nhìn thấy danh tôi nó bỏ chạy đi xa rồi. Amen. Lúc đấy không cần phải mục vụ là phải đuổi quỷ, phải chữa lành đủ quê. Vì đâu anh chị em làm thế, lẽ thật giải hóa cho em, Đức Thánh Linh Chúa trong lòng anh chị em, thì lúc đó quỷ nó nhìn thấy nó bỏ chạy đi xa, không thể nào dám tò mò để mà xâm phạm đến anh chị em nữa. Vì anh chị em nhận thức rằng anh chị em là đền thờ của Đức Trời, vì mà kẻ nào phá hủy đền thờ Đức Trời thì chính Đức Trời phá hủy chúng. Amen. Amen. Thôi thì thế thôi. Tạ ơn Chúa, còn nhiều nữa, nhưng mà hết thời gian rồi. Xây nhà, tạ ơn Chúa. Đây là chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện cho đến xây nhà. Hallelujah. Cha dấu yêu, con tạ ơn Cha vì Ngài cho con cơ hội để chia sẻ lời của Ngài, để giúp xây nhà trong công trình vĩ đại nhất cho mỗi anh chị em trong con đây. Vì mỗi người đang đứng trước mặt Ngài ở đây và trước mặt con đây là kiệt tác của Chúa Trời, là công trình vĩ đại nhất trong gói sáng tạo này, Chúa ơi. Ô, dù là con trẻ hay người già, người bệnh hay người khỏe mạnh, dù có học thức địa vị ra sao thì họ vẫn là kiệt tác có 102 của Chúa Trời, Chúa ạ. Và con đứng ở đây là để cơ hội để bày tỏ của mình Ngài, Chúa ạ, về cái công trình vĩ đại mà Ngài đang cho từng anh chị chúng con, ô, để họ được tham gia kế hoạch của Ngài để xây dựng chính đời sống của mình, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, hãy giúp chúng con để chúng yêu Chúa, hãy giúp chúng con để chúng con có động cơ trong sạch để chạy được cùng với Ngài trong công cuộc để xây nhà cho Chúa, là lòng chúng con đây, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu. Ô, lạy Chúa, tình yêu mà Ngài đã dùng để yêu Chúa con, Cha ơi, hãy cho chúng con tình yêu đó, Chúa ạ, tình yêu mà trước khi thế gian này có, Chúa ạ, Ngài đã yêu chúng con rồi, yêu đã khoác lại trong thánh linh của Ngài đó, hãy đổ cho chúng con. Thánh ơi, Ngài là thần của lẽ thật, Ngài là thần của yêu thương, Ngài là thần của Chúa Cha, thần chúng con, chính Thánh Linh, Chúa ơi, Saka Dababru là sự kết nối giữa Chúa Cha chúng con và Thánh Linh cũng được ban cho chúng con rồi, Chúa ạ. Giờ đây chúng con kêu xin Ngài, Chúa ơi, chúng con yêu Ngài. Ô, lại Chúa, tất cả mọi lòng chúng con đều yêu Ngài, Chúa ạ. Ô, tâm thần chúng con yêu Ngài, tâm trí chúng con yêu Ngài, linh hồn chúng con yêu Ngài, thân thể chúng con yêu Ngài, từng tế bào chúng con, nội tạng ra, ô, từng tế bào nhỏ nhất chúng con đều yêu Ngài, Chúa ạ. Ô, Saka Dababru, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu linh hồn của mình, Chúa yêu thân thể của mình, Chúa yêu từng cái bộ phận của mình, Chúa. Ô, Rasaka, vì đây là đền thờ của Ngài, Chúa ơi. Ô, vì vậy giúp chúng con trong việc mà xây nhà cho Chúa, để Chúa Thánh Linh Ngài ngự ở trong lòng chúng con, Ngài ngự trong chúng con đây một cách xứng đáng, một cách vinh hiển, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Con cầu nguyện và giải phóng ân điển cho ta, giải phóng lẽ thật Ngài ra trên hội thánh của Chúa, giải phóng lẽ thật Ngài ra trên anh chị em chúng con, và sự nhận biết lẽ thật lại giải phóng anh chị em chúng con khỏi bệnh tật, khỏi sự đói nghèo, khỏi tư duy lô lệ, khỏi tất thảy mọi sự cám dỗ và sự xui khiến, sự lừa dối của ma quỷ, trong danh Chúa Giêsu mà trổi dậy, dây đập nát đầu của ma quỷ, dẹp nát đầu các tư tưởng của ma quỷ, các loại bệnh tật, ung thư, các loại cảm cúm, ô, tất cả các loại về viêm gan hay các loại virus khác nhau, chúng con dây đạp hết tất cả các quỷ đó, tất cả tư duy nghèo hèn, ốm yếu, bệnh tật,
thấp kém đều loại ra khỏi thân thể chúng con chưa? Vì chúng con là con của Chúa Trời, chúng con là hoàng tử công chúa của Ngài, chúng con là dòng dõi cao sang, dòng dõi từ trời xuống. Chúa ơi, trong thành Chúa Jesus Christ, hãy giúp chúng con giải phóng ân điển Ngài đang tầng bộ trên chúng con, trên mục sư Thi, trên tất cả mục sư và các quý anh chị em con cái Chúa ở đây, Chúa ạ, trong ân điển để xây nhà của Chúa Trời, là chính đời sống của mình cho Chúa, Rasakara và trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu nhau, chúng con dâng mọi vinh hiển cho Ngài, trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý anh em, cảm ơn Chúa Thánh. Nếu như chúng ta muốn cầu nguyện đáp ứng trong thời gian này thì chúng ta cứ bước lên, một sư sẽ cầu nguyện cho chúng ta ha. Thấy hình như là cô Hào muốn một sư cầu nguyện hả? Cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì sứ điệp của Ngài buổi chiều hôm nay đã cho mọi chúng ta sẽ xây nhà, các nhà trên nhà của Chúa và trên chính bản thân của chúng ta. Giờ này chúng ta là đặt lòng của chúng ta nơi Chúa Trời và đặt hết niềm tin nơi Chúa. Chúa sẽ làm lòng mọi việc trên mọi chúng ta. Cảm ơn Chúa. Giờ đây xin mời trong thời gian mục sư sẽ cầu nguyện đáp ứng cho anh chị em thì xin mời mục sư Lý lên cầu nguyện chúc phước cho Hội Thánh. Và sau đó chúng ta sẽ hát tất lễ một bài hát rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi giờ vượng buổi chiều hôm nay. Chúng ta làm sao vậy ạ? Ra khỏi tư duy của chiên thang vì chiên thang là công chúa trời và đây là đền thờ của Ngài và lời chúng ta được kéo vào để tập trung làm đấu của Chúa trời ba ngôi áo ủy chúng thần thiêng của Đức Chúa Cha. Amen. Nó đến tự nhiên thì nó cũng ra tự nhiên, nó sẽ ra như thế này. Giờ đây xin mời ban hát chúng ta trở lại để chúng ta cùng hát ngợi khen Chúa, biết ơn Chúa và chúng ta nguyện sống với Chúa. Amen. Chúa, con tên là gì? Thaiman. Tên Anh, tên Mỹ đấy. Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu hai mẹ con ạ. Chúa hai mẹ con lại đây, hai mẹ con nắm tay nhỏ. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa về hai công chúa của Chúa Trời sống cho ạ. Hai công chúa của Ngài cho ạ. Ô, hai nàng công chúa tuyệt vời của Ngài, Chúa ơi, với lẽ thật này thấm sâu vào lòng của hai công chúa của Chúa Trời cho nên mặc lấy quyền phép tối thượng trên cao cho ạ. Vì chẳng bởi thân, chẳng bởi thế lực, chẳng quyền thế, nhưng bởi năng lực lâu lâu mà bởi thần của Ngài, chẳng bởi quyền, chẳng bởi thế quyền, chẳng bởi năng lực, bởi thần của Chúa, Chúa ạ. Thần Chúa động chạm đầy ngập trên con gái của Ngài, động chạm trên hai mẹ con, Chúa ạ. Trong đầy đủ sự chọc lành của Ngài, Chúa ạ, để lẽ thật vào đầy trên tâm hồn, trên linh hồn, trên thân thể của hai mẹ con, Chúa ạ, để mặc lấy tất cả sự đầy chọn của Ngài, Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus Christ. Người nguyện tình yêu của Chúa ngập tràn cho họ, trong danh Chúa Jesus Christ. Tất thảy tà linh của cái sự mồ côi, tà linh sự quá muộn, tà linh của mất tình cha con đó ra hút khỏi đời sống của hai mẹ con, trong danh Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời là cha của hai người này, Đức Chúa Jesus Christ là chồng của hai người này. Vì vậy hai người này không còn mồ côi, không còn quá muộn nữa, không còn cô đơn nữa. Chúa với con gái của ta, ta yêu con, ta muốn con trở thành vợ của ta. Con không chỉ con đâu, ta sẽ dạy con trở thành nàng dâu của ta. Ô ra sắc cả ta vào trong danh Chúa Quý Chúa ơi. Ô ra sắc lời nguyện, ô cái công chúa này trở thành công chúa thực sự của Ngài, Chúa ạ. Ô tất cả mọi lẽ thật quý trọng nhất, cao sang nhất đổ đầy trên hai công chúa của Ngài, chăm sóc hai công chúa của Ngài với tất cả mọi sự. Với thiên sứ hãy nghe đây, hãy phục vụ hai công chúa của Chúa. Với thiên sứ của mẹ, thiên sứ của con, trong danh chúng ta ra lệnh cho các vị hãy phục vụ hai mẹ con này bằng tất cả sức lực của mình, bằng tất cả các khả năng của mình trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hãy cảm ơn Chúa, hãy yêu Chúa, xin Chúa yêu thương và yêu Ngài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cầu nguyện đáp ứng cho sự việc buổi chiều hôm nay thì chúng ta hãy đến, mục sư sẽ cầu nguyện cho chúng ta.